đầu tiên siêu show của Dung Cách Thông Tin. Và Mark Marquez chỉ dẫn đầu với HP Lorenzo ở ngay góc khu trái đầu tiên. Quá nguy hiểm! Xe của Lorenzo đã gần như chạm vào đuôi xe của Marquez. Tay đua số 99 đã cố gắng kiểm soát tình hình, nhưng chiếc xe Ducati của anh vẫn trượt ra khỏi đường đua và hất Lorenzo.